Vâng, xin chào tất cả các anh chị em nhé. Hôm nay em quay giới thiệu cho các bác một cái mảnh đất rất là đẹp, nằm trong khu vực dân cư nhé. Rất là đẹp. Đất của mình đây là tổng diện tích là 2 hecta nằm trên mặt đường bê tông. Đây là cái đường ranh giới của mảnh đất các bác nhé. Hiện tại trên đất của mình đây là trồng cà phê sen điều. Đất mình hướng tây khuất gió, rất là đẹp. Nằm trên địa bàn xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Thì trước mặt em đây là cái con đường ra ngoài đường nhựa này. Cái con đường nhựa rơi vào khoảng tầm cỡ hơn 1 km. Cách trung tâm chợ, trường học, ủy ban thì rơi vào khoảng tầm 2,5 km các bác nhé. Và cách con đường quốc lộ 14 thì khoảng tầm 7 km. Một cái mảnh rây khuất gió rất là đẹp. Cà phê sen điều, nước nuôi thuận tiện. Thì cái mảnh đất này từ năm nay rồi đi là thuộc thu hoạch chính. Đất khá là bằng. Trồng hoàn toàn là cà phê tơ, xen chung với điều. Nước nuôi thuận tiện, lát em sẽ quay ở phía trên cao cho các bác xem. Thì diện tích của mình đây là tổng là 3 hect rưỡi. Nhưng bác chủ nhà cắt ra là 2 hect để bán, và giá bác chủ nhà bán là 750 triệu trên 1 hectare này. Đất đỏ ba gian màu mỡ rất đẹp. Bác nào mà yêu thích cái mảnh đất này thì liên hệ em qua số điện thoại 0969 780 789 hoặc là 0903 394848 để đưa các bác vào xem cái mảnh đất này nhé. Đất khá là thuận tiện. Hiện tại trên đất của mình đây thì chưa có nhà, điện đón thì đầy đủ. Cách con đường nhựa liên huyện là khoảng tầm cỡ 2 km, gần trung tâm trường chợ. Em xin nhắc lại cái mảnh đất của mình đây nằm trên địa bàn xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Rất là thuận tiện, quanh dân cư ở khá là đông. Đất bằng rất là đẹp. Hướng chính tây khuất gió. Thì từ cái mảnh đất này mà cách trung tâm thành phố Gia Nghĩa thì rơi khoảng tầm gần 20 km, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm cỡ 230 km các bác nhé. Cách trung tâm thị trấn Kiến Đức thì rơi khoảng 10 km. Bác nào mà yêu thích cái mảnh đất này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình. Và các bác xem xong thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Sau đó nhấn hình quả chuông để tiện theo dõi những video sau của em nhé.